Còn hoa thì như ơi, em đang rất đẹp. Con này nào em? Điền. Anh đi đúng không? Cái này em không 10 triệu đâu rồi. Mày phải nghe thôi, em là hết. Xin chào cả nhà nhé. Bây giờ này mà vẫn đang còn phải đây phục vụ anh em ấy anh em. Giờ này còn đang phục vụ anh em thì biết rồi đó. Cả nhà ơi, từ sáng đến giờ này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Cuối tuần chúc cả nhà sức khỏe nhá, bình an bên gia đình bé nhỏ của mình nhá. Sau đi cả nhà nhá. Ai điện gì thì tí nữa điện sau livestream nhá. Giờ này còn đang phục vụ cho anh em đây. Của mình nhá. Đây, đây này. Cái nhỏ đây này. Tuấn Nguyễn. Con này là cục trầm hả? Con đấy là trầm, trầm mới về đấy. Đấy, trầm mới về đấy. Hôm nay thì có một đại gia vừa ra lấy một cái quai rồi. Đại gia đấy vừa đi xong anh. Cảm ơn Tuấn Nguyễn rất là nhiều nhá. Chúc Tuấn Nguyễn và gia đình bé nhỏ của mình luôn luôn bình an nhá. Không cần lấy một cái kéo đến đấy. À không, nó vừa ở đây đấy. Cảm ơn Phi Long nhá. Anh em cứ chọn shop của mình thì biết làm sao bây giờ. Mọi thứ chú bảo là hành hết cho, mày cứ dùng cực chặt, bất kể cái gì còn lại. Cháu cứ xem cô có clip nào hay. Cô thì liên 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 tục không? Dây ba dài không? Con cháu ở từ đâu nhỉ? Lúc mới bảo cô là từ đâu nhỉ? Cháu trên từ Mỹ Đình ấy. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Dây loa có đấy, ở trên này. Hết rồi. Đây dây loa đấy. Trên này của cái dây này rồi. Anh ra lấy ngoài đấy có đấy. Hết rồi. Ở trong tủ có mà anh. Rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Đã tin tưởng và ủng hộ cho hai âm thanh của Khánh Hằng nhá. Cơ sở 2 của mình là 197 Lê Duẩn nhá. Chào bạn Trường Sơn nhá. Rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ shop âm thanh Khánh Hằng nhé. Tại 19 ngõ Trần Cơ Vân, Chợ Rời, phố Huế nhé. Rất là cảm ơn anh em mọi miền đã tin tưởng shop nhé. Chắc trong thời gian qua còn một tháng là sắp Tết rồi anh em ạ. Mình cố gắng phục vụ anh em hết mình luôn. Giờ này đấy có mấy ông bà đấy vẫn hàng ở đây đấy ạ. Trong đó còn cháu đây này, vẫn là ngồi chơi đây này. Con của Yến đây ạ. Rất là còn nhiều hàng để phục vụ anh em rất là nhiều nhé. Và anh em cần ghép thì có thể alo trực tiếp cho mình. Số điện thoại 0912 57 2434 nhé. Mình trang của mình có ở trên trang web này, có cả YouTube này, và có cả Facebook, có cả Zalo. Anh em cứ điện cho mình số điện thoại đó là có thể là ra được. Và có những cái clip mình đăng lên YouTube nhá, anh em có thể vào và có thể alo trực tiếp cho mình nhá. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Để mình ghép hàng cho anh em, để anh em nó các cháu nó về đã nhá. Rất là cảm ơn cả nhà.
À, sau đi cả nhà nhiều nhá. À, xin lỗi là anh em mà cần những cái ghép thì bộ này. À, đây là đang ghép một bộ này cho anh em đây. Không? Rất là cảm ơn nhiều nhé. Mình sẽ có những live stream tiếp theo để cho anh em lựa chọn nhé. Mình còn rất là nhiều hàng để góp cho anh em. Anh em có thể alo trực tiếp cho mình thì mình có thể tư vấn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Chúc cả nhà, anh em, bạn bè, người thân cuối tuần mà sức khỏe, bình an bên gia đình bé nhỏ của mình nhé. Cảm ơn cả nhà.